Sự kiện Giờ Trái Đất năm 2024 tại Việt Nam diễn ra với thông điệp Tiết kiệm điện thành thói quen, được gửi đến cộng đồng với lời kêu gọi thực hiện tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Không chỉ diễn ra trong vòng 1 giờ đồng hồ mà mọi tổ chức, cá nhân cần ghi nhớ và thực hiện thường xuyên trong suốt 365 ngày của cả năm để tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng thực sự trở thành thói quen. Để hoạt động của chương trình mang lại ý nghĩa và hiệu quả thiết thực, Bộ Công Thương đề nghị các ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Giờ Trái Đất diễn ra trong tháng 3 nhằm thu hút sự quan tâm của đông đảo các tổ chức, cơ quan và người dân trên địa bàn tỉnh, thành phố tham gia vào chiến dịch. Qua số liệu về mức tiêu thụ điện toàn quốc, Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia cho biết, sau 1 giờ tắt đèn hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2024, cả nước đã tiết kiệm được 428.000 kWh điện, tương đương số tiền khoảng 858,9 triệu đồng. Cũng như nhiều địa phương trên cả nước, năm nay, Sở Công Thương Hà Nội đã phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2024 với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực như phát động giải chạy online, treo băng rôn khẩu hiệu và tổ chức các hoạt động hoạt náo, đạp xe tại các tuyến phố chính trên địa bàn thành phố, tổ chức đếm ngược thời gian sự kiện Giờ Trái Đất.